Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 73 năm 2017 về quản lý sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm để hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Theo đó, người nghiện các chất dạng thuốc phiện mà tự nguyện tham gia điều trị nghiện bằng thuốc thay thế trong cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trường giáo dưỡng được ngân sách nhà nước đảm bảo. Toàn bộ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện theo hướng dẫn chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Giá dịch vụ khám chữa bệnh, điều trị nghiện do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện của nhà nước. Người nghiện các chất dạng thuốc phiện tự nguyện điều trị bằng thuốc thay thế thuộc đối tượng tại khoản 3 điều 22 Nghị định số 90 năm 2016 được hỗ trợ tối thiểu là 95% chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện. Ngoài ra, các đối tượng tại khoản 1, khoản 2, điều 2 thông tư này sẽ không tiếp tục được hỗ trợ nếu chấm dứt điều trị tại điều 10, nghị định số 90 năm 2016 hoặc đã được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khác cùng nội dung chi. Thông tư số 73 năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Đề xuất sửa đổi luật đất đai để phát triển nông nghiệp. Đây là nội dung nổi bật tại quyết định số 1137 về phê duyệt đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, để thực hiện mục tiêu đề án, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ đơn cử như sau. Đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi luật đất đai theo hướng tạo thuận lợi hơn cho tích tụ ruộng đất, mở rộng hạn điền, chính sách bồi thường phù hợp khi thu hồi đất, khuyến khích phát triển nông nghiệp quy mô lớn, xây dựng chính sách quyền sử dụng đất lâu dài ổn định cho doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu, xây dựng hoàn thiện quy chế về môi trường liên quan đến khai thác, nuôi trồng, sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu phù hợp với quy định của quốc tế. Quyết định số 1137 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3 tháng 8 năm 2017.